Lịch sử biến động và thăng trầm của Vương quốc Campuchia. Campuchia là một đất nước nằm ở bán đảo Đông Dương giáp với Thái Lan ở phía tây, Lào ở phía bắc và Việt Nam ở phía đông. Campuchia có dân số hơn 15 triệu người, trong đó 97% là người Khmer. Đây là một đất nước có lịch sử lâu đời và chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn minh Ấn Độ. Campuchia nói riêng hay Đông Nam Á nói chung đã là nơi sinh sống của con người từ thời tiền sử một nghiên cứu khảo cổ hợp tác giữa Pháp và Campuchia đã chỉ ra một chuỗi văn hóa hoàn chỉnh trên khu vực này từ 71.000 năm trước công nguyên đến thời kỳ đồ đá mới. Trước khi những người Khmer làm chủ vùng đất Campuchia, đã xuất hiện vương quốc Phủ Nam ở phía nam của Đông Nam Á. Vào thế kỷ đầu tiên sau công nguyên lãnh thổ của Phủ Nam trải dài từ vùng đồng bằng sông Cửu Long đến Bắc Mã Lai và Hạ Miến Điện, phủ nam là một quốc gia gồm hỗn hợp nhiều tộc người khác nhau do một sứ phủ nam chính tông là bá chủ các tiểu quốc khác phải thần phục và cống nạp nước chân lạc của tộc người khơ Mè lúc đó cũng là một chư hầu của phủ nam nhưng đến thế kỷ thứ sáu nhân khi vương quốc phủ nam suy yếu chân lạp đã nổi dậy bất ngờ tấn công và chiếm lấy kinh đô của phủ nam chưa đầy một thế kỷ sau phủ nam đã bị chân lạp tiêu diệt hoàn toàn sau khi đánh thắng phù nam người chân lạp đã di cư ạt xuống phía nam họ dừng lại ở trung lưu sông mê công và khu vực biển hồ theo tùy thư của trung hoa khi đó nơi đây có tới hai mươi ngàn gia đình sinh sống ngoài ra vương quốc còn có ba mươi thành thị do các tổng đốc khách quản năm sáu trăm tám mươi vua chân lạp là dây avan man qua đời hoàng hậu lên nắm quyền khiến cho giới quan lại quý tộc bất bình vì vậy mà vào năm 713 Phu đã phế truất hoàng hậu và tự lên ngôi, lập kinh đô mới là Sambahapura. Biến cố này khiến cho phần phía bắc của vương quốc tách ra khỏi chân Lạp, tự lập một nước riêng, sử sách gọi hai nước này là Thủy chân Lạp và Lục chân Lạp. Ở miền Nam Putkara không thể kiểm soát được lãnh thổ của mình nhiều nơi nổi lên tự lập nước riêng. Khi đó, vương triều của nước Kalingra ở đảo Java đang lớn mạnh đã tấn công vương quốc của Puskeraksa. Năm 774 chiếm được kinh đô Sambahapura và đầy đất nước này tới hố diệt vong. Đầu thế kỷ thứ 9 nhân khi vương triều Silenter suy yếu, một người trong hoàng tộc chân Lạc bị bắt làm tù binh đã trốn về nước tập hợp lực lượng và khởi binh chống lại sự ảnh hưởng của Silenter, thống nhất Campuchia đó là khởi đầu của một đế chế hùng mạnh ở Đông Nam Á, đế quốc Khmer ông lên ngôi vua lấy hiệu là Jay avama Trong thời kỳ Jayavarman hay chỉ vì vương quốc đã nhiều lần rời đô, ông cũng được dân chúng tôn sùng như một vị thần. Cháu của Jay avama hai là Gia Suomen một lại tiếp tục rời đô đến một nơi mà ông gọi là Angkor và xây dựng ở đây thành phố với những công trình lớn đế quốc Khmer, vì thế còn được gọi là đế quốc Angkor do Man Hai lên ngôi năm 944 được thừa kế cả hai dòng Khmer Nam và Bắc do sự kiện đó mà Thủy chân Lạc và Lục Trần Lạp đã lập lại được sự thống nhất. Tuy vậy giữa hai dòng tộc này vẫn có sự mâu thuẫn dẫn đến một số cuộc đảo chính cướp ngôi. Nhưng về sau thế lực của nhóm phía Bắc dần suy yếu không còn là đối trọng với phía Nam. Do vây sự thống nhất và ổn định, các vị vua tiếp theo của đế quốc Khmer đã liên tiếp thực hiện những cuộc chinh phục ra bên ngoài, trong đó có nhiều lần tấn công vào Champa và Đại Việt, kết quả là người Khmer đã tạo ra một đế quốc rất rộng lớn bao trùm các khu vực mà ngày nay là lãnh thổ Campuchia, Lào, Thái Lan, miền Nam Myanmar, vùng Tây Nguyên và Nam Bộ Việt Nam. Sau cuộc tranh ngôi năm 1010 do Kinh Đô bị hư hại nặng nên Ziria Manhai đã cho tiến hành xây dựng Angkor Wat như là một biểu tượng cho sức mạnh của Vương Triều. Sau khi Ziria Manhai qua đời, ngôi vua bị một người lạ tự xưng là Chibanadi đánh cướp năm 1165 khiến quốc gia suy yếu. Năm 1177, Jay in Man 4 của Champa thừa cơ tấn công kinh độ Angkor, một hoàng thân trẻ của Khmer phải chờ đợi trong 16 năm mới tập hợp lại được lực lượng đánh bại Champa và lên ngôi vua năm 1181 tức Jay Avama 7. Trong thời kỳ cai trị của Jay Avama 7, vương quốc Angkor đã đi tới đỉnh cao của sự phát triển. Sau vài năm khôi phục vương quốc, Jay Avama đã tính tới chuyện trả thù Champa năm 1190 ông cử một đạo binh lớn sang tấn công Champa và đánh bại hoàn toàn người Chăm. Hoàng thân người Chăm thân Khmer được cử tới cai trị và Champa trở thành một tỉnh của Khmer. Trong một thời gian dài, vương quốc Khmer dưới thời danh Avan Man 7 cai trị đất nước rộng lớn, ông đã cho xây dựng 121 trạm nghỉ dọc theo các tuyến giao thông quan trọng. Jay Avama cũng đã cho xây dựng kinh đô mới là Angkor sau cái chết của vua Jayavarman bảy đế quốc Khmer ngày càng suy yếu. con trai ông là Inavarman hay lên nối ngôi trong những năm đầu trị vì từng ba lần cho quân giao chiến với Đại Việt trong các năm 1207, 1216 và 1218. tuy nhiên sau năm 1218 không còn thấy đế quốc Khmer có chiến tranh với các quốc gia khác trong khu vực. Không những vậy năm 1220 đế quốc Khơ Mẹ còn cho rút quân khỏi Champa mà không có bất kỳ sự đấu tranh hay biến động nào. Ở phía tây các bộ tộc người Thái nổi dậy thành lập vương quốc Super Thai đẩy lui người Khơ Mẹ ra khỏi khu vực của họ. Trong khoảng 200 năm tiếp theo người Thái trở thành đối thủ chính của người Khơ Mẹ. Nối ngôi Inravaman II là dây Avama 8 trị vì từ năm 1243 đến năm 1295 không như các vua trước theo Phật giáo Đại Thừa Dây Avama tám theo Ấn Độ giáo, chống lại đạo Phật. Ông cho phá hủy phần lớn các tượng Phật trong vương quốc và biến chùa chuyển thành đền thờ của đạo Hindu. Từ bên ngoài đế quốc này bị đe dọa bởi quân Mông Cổ nhà vua tìm cách tránh nạn binh đao bằng cách triều cống cho người Mông Cổ lúc này đang làm chủ Trung Quốc. Triều đại của Jay Avama 8 kết thúc năm 1295 khi ông bị con rể là Spring lật đổ. Tân Vương là người theo Phật giáo Nguyên Thủy. Trong thời kỳ trị vì của Screen có rất ít tư liệu ghi lại lịch sử vương quốc thời kỳ này. Không có đền đài lớn nào được xây dựng thêm. Điều này có thể do tín ngưỡng Phật giáo Nguyên Thủy vốn không đòi hỏi việc xây cất các công trình vĩ đại để thờ phụng. Tuy nhiên việc vắng bóng các công trình lăng tầm lớn cũng có thể do uy quyền của triều đình giảm sút và vì thế thiếu nhân công xây dựng các công trình thủy lợi cũng dần đổ nát mùa màng do đó cũng bị thất bát, mỗi khi có lũ lụt hoặc hạn hán, làm cho đế quốc càng suy yếu. Nhân thời cơ ấy vùng đất mà ngày nay là lãnh thổ Lào, đã tách ra tự lập thành vương quốc Leng Sa năm 1354, thoát khỏi sự khống chế của Khơ vương quốc Su Khô Thai láng giềng sau khi đẩy lùi được đế quốc Angkor lại bị một vương quốc Thái khác là Aru Thai A chinh phục năm 1350. Từ sau năm 1352, Arutai-a trở thành đối thủ chính của Angkor. Họ mời nhiều chiến dịch tấn công Khmer. Tới năm 1431 cuối cùng thì sức mạnh áp đảo của Arutai-a, Angkor thất thủ trước quân Thái. Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 là giai đoạn suy tàn và liên tục bị thu hẹp đất đai. Campuchia Angkor thường xuyên bị chiếm đóng để duy trì sự tồn tại của vương quốc vua ăn chan một phải rời đô từ Angkor về long vest campuchia có được một giai đoạn thịnh vượng ngắn trong khoảng giữa thế kỷ 16. sau khi đã xây dựng thủ đô long vest mới ở vùng đông nam biển hồ dọc theo lưu vực sông cửu long campuchia mở rộng buôn bán với các vùng khác ở châu á đây là giai đoạn những nhà thám hiểm người tây ban nha lần đầu tiên tới nước này và bắt đầu mở rộng ảnh hưởng của phương tây tại đây năm 1594 vương quốc Adutaya của người Thái, một lần nữa lại tấn công chân lạp tàn phá Long Vest, vua Sapa một của Campuchia phải chạy trốn. Sự sụp đổ của Long Vest bắt đầu một thời kỳ suy tàn mà Campuchia không bao giờ gượng lại được nữa, đồng thời việc này cũng tạo cơ hội can thiệp cho người Tây Ban Nha. Năm 1596, vua Sapa với sự giúp đỡ của Tây Ban Nha đã quay về Campuchia và lấy lại Long Vest. Tuy nhiên, năm 1598, sự can thiệp của người Tây Ban Nha cũng chấm dứt do đội quân này bị sát hại cùng với vua Sata trong nội chiến giữa những người Khmer với nhau. Sang đầu thế kỷ 17, Campuchia có sự gắn gượng ổn định đôi chút với việc thành lập một thủ đô mới tại Âu Đông năm 1618. Tuy không thể bằng các thời kỳ trước đặc biệt là thời Angkor, vua Chê Tha Hai đã mở rộng quan hệ với chúa Nguyễn ở đảng trong của Việt Nam để cân bằng ảnh hưởng từ vương quốc A-du-tây-a của Thái Lan. Đồng thời Chê Tha Hai cũng giao thương với người Hà Lan năm 1620. Từ giữa thế kỷ 17 trở đi Campuchia trở nên suy yếu trầm trọng trước hai nước láng giềng hùng mạnh là Siêm La và đảng trong của Đại Việt. Sự định cư của người Việt ở đồng bằng châu Thổ sông Cửu Long từ đầu thế kỷ 17 dẫn tới việc Chúa Nguyễn sắp nhập hoàn toàn vùng đất này vào lãnh thổ đảng trong thế kỷ 18. Vì thế Campuchia mất đi một trong những vùng lãnh thổ chủ phú nhất của mình và bị ngăn đường tiến ra Biển Đông. Ở phía Tây, người Thái tiếp tục xâm lấn và sáp nhập các tỉnh Bắc Tam Bang, xin tích vào lãnh thổ của họ. Không những vậy, năm 1835, Campuchia bị sáp nhập hoàn toàn vào lãnh thổ nhà Nguyễn của Đại Nam. Đến năm 1841, quan quân nhà Nguyễn tự rút về nước Campuchia mới độc lập trở lại. Năm 1863, vua Duram ký một hiệp ước với Pháp thành lập chính quyền bảo hộ trên toàn vương quốc Campuchia đất nước dần bị rơi vào quyền cai trị của người Pháp. Nhưng nhờ vậy mà thoát khỏi nguy cơ bị Siêm La và Đại Nam nuốt chừng. Các năm 1870 và 1873 Pháp cắt nhiều vùng đất các hạt Tây Ninh, Hà Tiên và Châu Đốc của Đại Nam cho Campuchia. Năm 1906 Pháp gây chiến với Xiêm giành lại bốn tỉnh vùng Tây Bắc từng bị người Xiêm chiếm. Campuchia được hưởng một thời kỳ độc lập ngắn ngủi khi Thế chiến thứ hai kết thúc năm 1945 trước khi quân đồng minh tái lập quyền kiểm soát của Pháp. Sau chiến thắng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong cuộc kháng chiến chống Pháp Hiệp định Genève được ký kết, theo đó quân đội Việt Nam trên lãnh thổ Campuchia tập kết ra miền Bắc, quân Pháp rút khỏi Đông Dương. Quốc vương Vyhanut xây dựng một Campuchia độc lập thân thiện với Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa. Tới giữa những năm 1960 nhiều khu vực tại các tỉnh phía đông Campuchia được dùng làm những căn cứ cho quân đội Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Campuchia trở thành mắt xích quan trọng của các tuyến đường Hồ Chí Minh dùng để vận chuyển hàng hóa từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam. Để đáp lại điều này, vào năm 1969, Mỹ bắt đầu một chiến dịch ném bom giải thảm dài 14 tháng nhắm vào những vùng được cho là căn cứ của quân đội Việt Nam ở Campuchia, gây ra thương vong rất lớn cho người dân nước này. Tháng 3 năm 1970, khi vua Vihanuk vắng mặt, tướng Lon Non thực hiện một cuộc đảo chính và nắm lấy quyền lực chế độ quân chủ ở Campuchia bị bãi bỏ và đất nước được đổi tên thành Cộng hòa Khmer. Năm 1972 một hiến pháp ra đời nghị viện được bầu ra và Lon Non trở thành Tổng thống. Nhưng tình trạng không thống nhất trong nội bộ và nạn tham nhũng tràn lan đã làm suy yếu chính quyền và quân đội. Chính phủ mới thân Mỹ và yêu cầu quân đội Việt Nam rút khỏi Campuchia. Trước tình hình đó, Việt Nam đã ủng hộ lực lượng Cộng sản Campuchia hay còn được gọi là Khmer Đỏ do POL Pot lãnh đạo chống lại quân chính phủ. Cuộc nổi dậy của những người Cộng sản dần dần lớn mạnh đến năm 1975 Cộng hòa Khmer sụp đổ. Lực lượng Khmer Đỏ giành chính quyền, cuộc sống của nhân dân Campuchia dưới chính quyền Khmer Đỏ rất ngặt nghèo và tàn bạo. Các chính sách buộc di rời cư dân từ đô thị về nông thôn để làm nông nghiệp việc tra tấn và hành quyết hàng. Loạt buộc lao động cưỡng bức nạn đói và bệnh tật đã dẫn đến cái chết của khoảng 25% tổng dân số. Lịch sử gọi đó là cuộc diệt chủng Campuchia, dù theo chủ nghĩa Cộng sản Khmer Đỏ có tư tưởng dân tộc rất nặng, thanh trừng đa số các thành viên từng sống tại Việt Nam và thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc Trung Quốc ủng hộ Khmer Đỏ vì họ muốn ngăn chặn sự liên kết toàn thể Đông Dương nhằm giữ vững ưu thế quân sự của mình trong khu vực. Việc Khmer Đỏ tấn công quân sự vào các làng mạc nằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam đã dẫn đến việc quân đội Việt Nam mở cuộc tấn công tổng lực vào Campuchia cuối năm 1978 chiếm thủ đô Phnom Penh và đuổi tàn dư của Khmer Đỏ chạy về phía tây. Được sự hỗ trợ của Việt Nam chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia thành lập vào tháng 1 năm 1979. Tuy nhiên, chính quyền này chưa tự bảo vệ được mà vẫn cần đến sự có mặt của quân đội Việt Nam cho đến năm 1989. Sau cuộc bầu cử do Liên hợp quốc tổ chức năm 1993, một chính phủ mới được thành lập với Quốc hội 120 thành viên Quốc hội thông qua hiến pháp ngày 24 tháng 9 theo đó campuchia sẽ là một gia quân chủ lập hiến đa đảng tự do với cựu hoàng thân sihanouk được đưa lên làm vua trở lại hoàng thân ranarish và hun sen trở thành thủ tướng thứ nhất và thứ hai trong chính phủ hoàng gia campuchia đảng nhân dân campuchia dần dần, dần dẹp yên khmer đỏ và thanh trừng các thành phần hoàng gia chống đối các lực lượng Khmer Đỏ cuối cùng phải đầu hàng năm 1998 sau các cuộc xung đột vũ trang giữa các đảng kình địch nhau khiến hơn 100 người chết. Hun Sen tiến hành đảo chính giành chính quyền hoàng thân Ranaris bị phế truất và Hun Sen trở thành thủ tướng duy nhất cho đến năm 2024, thay thế ông làm thủ tướng là con trai ông.